Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ Tư ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sở Giáo dục Đào tạo tổng kết năm học 2018-2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trao giải cuộc thi sáng tác biểu tượng huyện Phù Cử. Hợp tác xã Nhã Lồng Đa Lộc được giá nhờ chăm sóc theo hướng Việt Gáp. Ông Lê Văn Thân, xã Xuân Quan, thu nhập trên 1 tỷ đồng nhờ trồng 300 cây xoài và nuôi 2.000 con dê. Huyện Yên Mỹ đẩy mạnh cải cách hành chính thu hút đầu tư. Trường Hải quan Việt Nam nói không với rác thải nhựa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2018-2019, ngành giáo dục Hưng Yên tiếp tục triển khai đồng bộ 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý, đổi mới theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh, phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý. Trong năm học, toàn tỉnh đã đạt được một số thành tích nổi bật như có một học sinh giành huy chương bạc Olympic tin học châu Á-Thái Bình Dương, 52 học sinh giỏi quốc gia, một học sinh giành giải nhất cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới, 403 học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt nhiều chỉ tiêu cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Năm học 2019-2020, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra gắn với tình hình thực tế địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của ngành giáo dục trong năm học qua, góp phần làm giàu đẹp truyền thống văn hiến, hiếu học của quê hương, xuất hiện cá nhân điển hình như cô giáo Trần Thị Thúy, trường Trung học Phổ thông Đức Hợp, em Nguyễn Minh Quân, trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên. Trong năm học mới, đồng chí cũng yêu cầu ngành giáo dục cần tiếp tục đổi mới trong công tác dạy và học, công tác quản lý giáo dục, đẩy mạnh hợp tác liên kết đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương, tập trung khắc phục những tồn tại khó khăn, chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới như bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, ra soát, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án, kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiếng Anh, giáo viên bậc tiểu học và mầm non, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trường học, đặc biệt là các công trình nước sạch, nhà vệ sinh, có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đồng chí cũng nhấn mạnh các nhà trường phải chấn chỉnh nền nếp, trường học, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, lành mạnh, quan tâm đến vấn đề giáo dục truyền thống cách mạng, tư tưởng đạo đức lối sống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa. Tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh, đội ngũ giáo viên phải nâng cao phẩm chất đạo đức theo đúng chuẩn mực văn hóa. Tại hội nghị, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng. Sáng ngày 14 tháng 8, Hội Sinh vật Cảnh tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và trao tặng danh hiệu nghệ nhân nhà vườn sinh vật cảnh năm 2019. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội Sinh vật Cảnh hiện có gần 3.000 hội viên đến từ 14 đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm, hội đã tổ chức tham gia nhiều hoạt động, trưng bày triển lãm và các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh như lễ hội Vesak tại Chùa Tam Trúc, tỉnh Hà Nam, hội chợ xuân năm 2019, lễ hội dân gian Phú Hiến. Đặc biệt, tại triển lãm Ngày Truyền thống các dân tộc di sản văn hóa tại Hà Nội, hội đã đạt được 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Với những thành tích và hoạt động thiết thực, Trung ương Hội Sinh vật Cảnh Việt Nam đã trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật Cảnh Việt Nam cho 9 hội viên và 4 nhà vườn được nhận danh hiệu Nhà vườn Sinh vật Cảnh Việt Nam tiêu biểu. Chiều ngày 13 tháng 8, Khối thi đua doanh nghiệp vốn nhà nước tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Thời gian qua, 12 đơn vị trong khối thi đua doanh nghiệp vốn nhà nước đã chủ động tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, tập trung vào giải pháp trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách nhà nước đầy đủ đúng quy định, bảo đảm an toàn, ổn định và phát triển, bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. 6 tháng cuối năm 2019, các đơn vị trong khối phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng tại các đơn vị gắn với hoạt động của khối, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm công tác an sinh xã hội của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 tháng phát động, sáng ngày 14 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cừ tổ chức công bố trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng logo của huyện. Cuộc thi sáng tác biểu trưng huyện Phù Cừ thu hút sự tham gia của 32 tác giả trên khắp mọi miền của đất nước. 75 tác phẩm được gửi về ban tổ chức đều có ý nghĩa về nội dung và giá trị cao về nghệ thuật, kết hợp hài hòa các yếu tố truyền thống và hiện đại, hướng tới tương lai, thể hiện tinh tế những nét đặc trưng nổi bật của huyện Phù Cừ, mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội. Ban tổ chức đã lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc nhất lọt vào vòng chung khảo. Tác giả Võ Duy Hiệp, tỉnh Thừa Thiên Huế, người có nhiều tác phẩm tham dự nhất và đã giành giải nhất cuộc thi. Tác phẩm được chọn làm biểu trưng của huyện Phù Cừ, có hình tượng đẹp, bố cục chặt chẽ với cây đa la tiến, đền thờ Lưỡng Quốc Trọng Nguyên Tống Chân. Các họa tiết đã cô đọng về lịch sử, kinh tế, văn hóa trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của huyện Phù Cừ. Những thông tin về kinh tế sẽ tiếp nối chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhờ áp dụng chặt chẽ những quy trình trồng nhãn tiêu chuẩn Việt Gáp, năm nay, Hợp tác xã Nhãn Lồng Đa Lộc, huyện Ân Thi bước vào vụ thu hoạch được giá. Theo đó, Hợp tác xã có 20 thành viên, trong đó trồng chủ yếu hai loại nhãn Miền Thiết và Hương Chi. Theo những hộ dân trong Hợp tác xã, năm nay, bên cạnh việc tưới nước, bón phân, phòng trừ bệnh, thì các hộ đã chủ động cắt tỉa, thưa để quả có mẫu mã đẹp. Nhờ thực hiện nghiêm ngặt thâm canh nhãn theo quy trình Việt Gáp, Hợp tác xã Nhãn Lồng Đa Lộc năm nay ước thu được 80 tấn. So với năm ngoái, sản lượng nhãn của Hợp tác xã đạt thấp hơn. Tuy nhiên, giá nhãn năm nay tăng từ 2 đến 3 lần. Quả đều, mẫu mã đẹp, ước thu gần 2 tỷ đồng. Với mức giá từ 40 đến 60 nghìn đồng kg, hiện toàn bộ số nhãn của Hợp tác xã Nhãn Lồng Đa Lộc đều đã được đặt mua. Một số hộ năm nay có sản lượng nhãn lớn đạt 8 tấn như gia đình ông Lê Văn Cương, gia đình ông Mai Đức Sình. Tận dụng lợi thế ao hồ và ruộng trũng, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Khoái Châu đã tập trung phát triển nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản cho giá trị kinh tế cao và đảm bảo chất lượng. Đây là mô hình nuôi cá của gia đình anh Hoàng Quang Tuấn, thôn 1, xã Đại Hưng. Từ 2,5 mẫu mặt nước hồ chăn nuôi cá thương phẩm, mỗi năm gia đình anh thu lãi từ 400 đến 500 triệu đồng. Các loại cá truyền thống như chấm cỏ, chép, trôi, mè, cá rô phi. Từ các mô hình nuôi cá nước ngọt cho hiệu quả kinh tế cao, hiện những mô hình nuôi thủy sản cho thu nhập từ 300 đến 1 tỷ đồng tập trung ở xã Đại Tập, Đông Kết, Bình Minh, Dại Trạch, An Vĩ, Đại Hưng. Một số nơi đã đưa vào nuôi một số loài thủy sản đặc sản như cá lăng, chấm đen, chép giòn. Đến nay, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Khoái Châu là 800 hecta, mỗi năm cho thu khoảng 55.000 tấn. Trung bình thu từ 15 đến 20 tấn một hecta, cho thu nhập trung bình 500 triệu đồng một hecta. Dù tuổi đã cao nhưng ông Lê Văn Thân ở thôn 4, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang vẫn tích cực phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho gia đình. Trong đó, chủ yếu ông trồng xoài và nuôi dê, đã giúp cho gia đình ông thu lãi trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Ông Thân hiện có tất cả 8 mẫu đất, trong đó chủ yếu là đi sâu vào trồng xoài với 300 gốc và nuôi dê với số lượng lớn trên 2.000 con. Từ năm 2014 đến 2016, ông trồng rất nhiều cây ăn quả từ cam, bưởi, chuối và nuôi cả lợn và cừu, nhưng nhận thấy giá trị không cao, ông đã chuyển sang làm gia trại để nuôi dê và trồng xoài để tăng thu nhập cho gia đình. Theo ông cho biết, nuôi dê quan trọng nhất là chú ý thời tiết vì dê rất dễ bị bệnh. Chủ yếu ông nuôi dê là thức ăn có sẵn là cỏ và cám thô. Dê đạt trọng lượng từ 30 đến 35 kg thì có thể bán được. Chủ yếu ông bán đến các tỉnh ở khu vực phía Bắc như Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội với giá bán từ 1,2 đến 2 triệu đồng một con. Bình quân mỗi năm, ông Thân cho thu lãi trên 1 tỷ đồng và tạo việc làm cho một số lao động tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Yên Mỹ đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư. Đặc biệt,
huyện luôn thực hiện tốt việc đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh với phương châm 3 đồng hành, 5 hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Được thành lập từ năm 2001, với lĩnh vực chủ yếu là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thép xây dựng, công ty thép Việt Ý đã xác định phân khúc thị trường hướng tới là sản phẩm thép xây dựng chất lượng cao. Vì vậy, công ty đã đầu tư nhà máy cán thép công suất 300.000 tấn một năm. Ngay từ khi thành lập cho đến nay, công ty luôn nhận được sự giúp đỡ, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi của huyện Yên Mỹ. Được như ngày hôm nay là chúng tôi phải cảm ơn rất nhiều từ lãnh đạo của tỉnh và đặc biệt của huyện Yên Mỹ đã hỗ trợ về giải phóng mặt bằng cũng như là thu hồi đất và giúp cho về an ninh xã hội tại địa phương. Cũng như bất cứ có việc gì an ninh xã hội thì là huyện, cán bộ của huyện cũng đến trực tiếp để gặp gỡ và làm việc và rất nhanh chóng. Nhất là cái giai đoạn ban đầu thì chúng tôi thấy rằng là cái chính sách của chúng ta là rất là cởi mở. Từ lãnh đạo tỉnh, huyện, địa phương và bà con ấy, thì rất là ủng hộ. Do vậy cho nên là khi chúng tôi đầu tư về xây dựng ở đây là rất là thuận lợi. Thời gian qua, huyện Yên Mỹ chú trọng đột phá về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc của các cơ quan đơn vị. Đồng thời tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính như thủ tục nộp thuế, khai thuế, tiếp cận điện năng, cấp phép xây dựng. Qua đó góp phần cải thiện, nâng cao môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư vào huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2019, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận 1.332 hồ sơ, đã giải quyết xong 1.300 hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 90%. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 5 khu công nghiệp, trong đó 4 khu công nghiệp đi vào hoạt động với diện tích 367 ha. Hiện nay đã có 147 dự án đầu tư. Các doanh nghiệp đi vào hoạt động đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Các cơ quan chuyên môn của Ủy ban dân huyện cho đến các xã thị trấn thì đã tạo điều kiện thông thoáng giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính đối với các doanh nghiệp. Thứ hai là về khâu giải phóng mặt bằng thì huyện là chỉ đạo điều hành hết sức là quyết liệt để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng sản xuất. Cụ thể từ năm 2016 đến nay thì trên địa bàn đã thu hút vào tổng là được 115 dự án. Trong đó thì có 2 khu công nghiệp là đầu tư mới như là khu công nghiệp Yên Mỹ 2 và khu công nghiệp Vicra Sera. Song song với giải phóng mặt bằng thì cũng đảm bảo tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự. Những thay đổi trong cải cách hành chính đã tạo đà thúc đẩy huyện Yên Mỹ phát triển toàn diện vững chắc, là tiền đề để huyện xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong thời gian tới. Sáng ngày 12 tháng 8, khoảng 400 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Unitex Fashion ở cụm công nghiệp Tân Quang, huyện Văn Lâm phải đứng ngoài cổng, không được vào xưởng làm việc vì cổng công ty Unitex bị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Barotech Hưng Yên rào chắn và khóa lại. Sự việc trên đã gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc cho người lao động và ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên qua tìm hiểu được biết, công ty Unitex đã thuê nhà xưởng và công trình phụ trợ với tổng diện tích gần 4.600 m² của công ty cổ phần đầu tư và phát triển Barotech Việt Nam từ năm 2007 với thời hạn 10 năm. Đến tháng 8 năm 2017, công ty Unitex ký kết hợp đồng tiếp tục thuê khu nhà xưởng và công trình phụ trợ trên với công ty Barotech Việt Nam trong thời hạn 5 năm. Tổng số tiền thuê đất theo hợp đồng là gần 7 tỷ đồng đã được công ty Unitex thanh toán trả cho công ty Barotech Việt Nam xong từ năm 2018. Tuy nhiên, đến sáng ngày 11 tháng 8 vừa qua, công ty Barotech Hưng Yên đã cho bảo vệ đến khóa lại cổng và kéo nhiều thanh sắt rào chắn cổng ra vào của công ty Unitex. Với lý do, công ty Unitex đã vi phạm điều khoản của hợp đồng khi phát hiện thấy có một số công trình phụ trợ mọc lên ngoài hợp đồng. Việc công ty Barotech rào khóa cổng ra vào là vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Để giải quyết vấn đề tranh chấp trên, ngày 12 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Tân Quang đã tổ chức buổi hòa giải với sự chứng kiến của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm và một số ngành đoàn thể của huyện. Mặc dù buổi hòa giải vẫn không thành, nhưng công ty Barotech đã dỡ hàng rào và mở khóa để công nhân của công ty Unitex vào làm việc. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và ổn định sản xuất tạo việc làm cho người lao động,
hai doanh nghiệp trên cần sớm tháo gỡ các vướng mắc trên cơ sở bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm theo hợp đồng đã ký kết. Ngày 13 tháng 8, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên đã tổ chức liên hoan giai điệu Tuổi Hồng và Thiếu nhi kể chuyện tỉnh Hưng Yên hè năm 2019. Tới dự liên hoan có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Liên hoan giai điệu Tuổi Hồng và Thiếu nhi kể chuyện là một sân chơi bổ ích lý thú của các em nhỏ được diễn ra thường niên vào những dịp hè. Liên hoan năm nay đã thu hút được 10 đội tuyển với hơn 300 em thiếu nhi và các anh chị phụ trách đến từ thành phố, thị xã và các huyện trong tỉnh. Mỗi đội tuyển tham gia 5 tiết mục đều là những tiết mục xuất sắc nhất đã được lựa chọn từ cuộc thi cấp huyện, thị xã, thành phố, gồm các thể loại, ca, múa nhạc và kể chuyện, thuyết trình, giới thiệu sách. Tất cả các tiết mục tham gia liên hoan đều được các đội tuyển chuẩn bị chu đáo, dàn dựng công phu, trang phục đẹp mắt với nội dung phản ánh đời sống tâm hồn của lứa tuổi thần tiên, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải xuất sắc cho đội tuyển của huyện Văn Giang, giải nhất cho thị xã Mỹ Hào và các huyện Văn Lâm, Phù Cừ, Kim Động. Các đội còn lại được trao giải nhì. Huyện Đoàn Tiên Lữ cũng vừa tổ chức liên hoan nghệ thuật Thanh Thiếu Nhi hè năm 2019. Gần 200 thanh thiếu nhi ở 13 xã thị trấn trong huyện tham gia liên hoan đã biểu diễn 33 tiết mục múa, hát, hoạt cảnh, aerobic, vũ quốc tế, nhảy hiện đại, mang đậm màu sắc phong cách vui tươi, sôi nổi tuổi trẻ. Liên hoan nghệ thuật thanh thiếu nhi thực sự là sân chơi lành mạnh, tạo không khí phấn khởi, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong thanh thiếu nhi. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 8 giải A, 12 giải B và 13 giải C ở 4 nội dung của liên hoan, gồm múa, hoạt cảnh, nhảy hiện đại và aerobic, vũ quốc tế thanh niên, vũ quốc tế thiếu niên, vũ quốc tế nhi đồng. Ngày 14 tháng 8, tại nhà văn hóa trung tâm huyện, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Ân Thi đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong nhiệm kỳ qua, đã kết nạp mới được 4.432 thanh niên vào các tổ chức đoàn, tặng 650 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt với tổng giá trị 156 triệu đồng. Phối hợp với Ban Thường vụ huyện đoàn, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí, xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 1.237 đối tượng gia đình chính sách, người có công, cựu thanh niên xung phong, tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Vận động 2.354 hội viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu và thu được 1.622.000 đơn vị máu, tạo việc làm mới cho 536 hội viên. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, chính quyền và nhân dân xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã tập trung nâng cao tiêu chí về môi trường. Nhận thấy môi trường nông thôn góp phần quan trọng nâng cao đời sống sức khỏe của nhân dân, nên ngay sau khi được công nhận xã nông thôn mới, xã Quảng Châu đã vận động nhân dân nâng cao tiêu chí về môi trường. Ngoài tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức, xã đã xây dựng mỗi thôn một điểm tập kết rác thải sinh hoạt, trồng cây xanh hoa ven đường, đặc biệt là phát động phong trào tổng vệ sinh các tuyến đường khu dân cư vào chiều thứ sáu hàng tuần, trong đó giao cho mỗi đoàn thể phụ trách tổng vệ sinh một khu dân cư. Nhờ vậy không còn tình trạng rác thải tồn đọng ở ven đường như trước kia, đường làng ngõ xóm luôn được phong quang sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, Trường Hải quan Việt Nam trên địa bàn huyện Yên Mỹ với đặc thù là trường đào tạo cán bộ thực thi ở cửa khẩu, cán bộ xây dựng chính sách về xuất nhập khẩu và đón nhiều khách quốc tế đến học tập tham quan, nên những nội dung giáo dục sẽ được lan tỏa rộng khắp. Ý thức được vấn đề ô nhiễm môi trường và những tác hại của rác thải nhựa nên nhà trường đã coi đây là một nội dung rất quan trọng trong quá trình giáo dục cũng như thực hành của nhà trường. Bếp ăn của Trường Hải quan Việt Nam trung bình mỗi bữa có trên 200 học viên và cán bộ giáo viên đến ăn. Bếp ăn phục vụ 2 bữa trên ngày, do đó lượng rác thải trong quá trình nấu nướng cũng như sau khi học viên và cán bộ giáo viên ăn xong là rất lớn. Khu vực nhà bếp đã tiến hành phân loại rác theo từng khu vực, từ khu chế biến đến khu nhà ăn để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Cái gốc rau, các cái loại dễ phân hủy chúng tôi cho vào một cái xô và sau cho vào cái hố để chôn để tận dụng làm phân bón cho cây xanh của trường. Và các loại vô cơ như những chai nhựa hoặc là những cái loại túi đựng thức ăn mà mua từ ngoài và thì chúng tôi lại cho bên vô cơ để mang đi xử lý. Bên cạnh việc phân loại rác, việc không sử dụng các chế phẩm từ nhựa dùng một lần như chai nhựa, cốc nhựa, hộp xốp, ống hút nhựa cũng được nhà trường hạn chế tối đa.
Trong các cuộc họp, dù là cuộc họp của nội bộ nhà trường hay các cuộc họp có sự tham dự của khách quốc tế, chủ trương của ban giám hiệu về việc không dùng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần được thực hiện triệt để, thay vì nước đóng chai là cốc thủy tinh và uống nước theo hình thức tự phục vụ. Chúng tôi thấy rằng cái môi trường sư phạm của mình, nếu như chúng ta mà ý thức được cái việc mà ngăn chặn rác thải và xây dựng ý thức về cái bảo vệ môi trường cho tất cả mọi người thì cái sức lan tỏa nó rất là lớn. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi mới đề ra một cái phong trào là phải giữ gìn cái môi trường xanh sạch đẹp ở tại trời của Việt Nam bằng việc làm rất cụ thể, và đi kèm vào với cái việc đó thì chúng tôi đều có những cái biện pháp là kiểm tra rồi khen thưởng rồi xử lý với những trường hợp vi phạm. Bên cạnh việc nói không với rác thải nhựa, việc hạn chế hút thuốc cũng được nhà trường chú trọng. Hạn chế những tác nhân gây ô nhiễm môi trường, tích cực trồng cây xanh, tích cực tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, nói không với các sản phẩm nhựa dùng một lần là cách mà trường Hải quan Việt Nam đang làm để xây dựng một trường học xanh sạch đẹp. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.